năm mới an khang thịnh vượng, chúc ông bà sức khỏe dồi dào, chúc cha mẹ gặp nhiều may mắn, chúc anh chị hạnh phúc tràn đầy, chúc mọi người làm ăn phát tài. Trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đèn em thơ khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già chung ra bắn vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi. Đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chung cho nhau, một năm thêm sung túng an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát. Hoa thơm que sắc xinh tươi, đàn em thơ que áo mới, chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già chung ra vắng vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dân hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chung cho nhau, một năm thêm sung túng an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già chung ra bắn vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ để chung vui bên gia đình. Toàn thể các cụ cùng toàn thể nhân dân, ngay bây giờ chúng ta sẽ trở về tại đình làng thôn nhà, là nơi tâm linh, là nơi hội tụ để chúng ta chuẩn bị sang một năm mới. Cho nên vì vậy tôi đề nghị đội tế nam, đội dương hương nữ, đội ngũ lân, ngay bây giờ chúng ta sẽ trở về tại đình làng thôn nhà để buổi lễ chuẩn bị bắt đầu và làm việc. Và cũng xin trân trọng kính mời các cụ, công các bác cùng toàn thể các anh chị là chúng ta sẽ sửa cơi lễ lên trên chùa làm lễ Phật, sau bắt đầu chúng ta sẽ về tế lễ làm lễ thánh. Vậy thay mặt các đội địa phương, chúng tôi xin trân trọng kính mời các cụ cùng toàn thể công các bác chúng ta sẽ lên trên chùa làm lễ Phật. Qua một năm ruột rối tơ tằm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông. Vâng ạ. Vâng. 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 Vâng.
nha. Đi đặt nha. Hôm nay thầy đi bắn. Những người tiệm 30 thì thầy cũng luôn cố gắng ở nhà để thứ nhất là tốc độ các bạn thể vận dụng địa phương toàn thể nhân dân của quý lễ nên là trước hết là lễ Phật để một nhà tổ đưa vào hay là tốc độ địa phương là hôm nay thì xin báo cáo đầy đủ các ban ngành đoàn thể trong địa phương với sự cái lễ nên là lễ Phật và lễ nhà tổ thì thầy đi bắn thì cái này thì bắt phải trao đổi với cả thầy đại diện cho địa phương và các ban ngành trong địa phương nên có thể nha để chuẩn bị năm cũ 2015 năm bắt buổi chỉ còn mấy tiếng nữa là hết để đón sang một xuân mới. Trước hết là cũng xin kính chúc thầy cùng toàn thể các bác phục vụ cho thầy là sang năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và chúc thầy là phục vụ tốt về những cái điều hướng thiện để nhân dân thôn Đồng Xá tiếp tục học tập và nói theo. Xin báo cáo với bác như vậy. Tôi cũng thay mặt là nhà chùa thì thầy đi bán cái cây cỏ dại hoàn toàn thì em là các cụ vừa ra thì đi nào thì thầy đã cảm ơn các cụ nhiều là đã lên nổi lễ tổ lễ Phật thì sau thầy về thì em để chuyển lời sang bạn cảm ơn các cụ không biết nói gì hơn lời trước mắt là chúc các cụ nhiều sức khỏe đã không biết gì chúc gì thêm nữa. Xin mời cụ trưởng ban đặt cửa cái gieo lòng khắp chốn xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến đón xuân trên mọi miền viết thư thăm bạn hiền một lời nguyện xin chớ quên mong đầu năm cuối năm gặp may gia đình luôn hạnh phúc xuân vầy trên bước đường danh lợi rộng manh duyên vừa đẹp ý đắm say ôm nàng xuân đẹp vào tay trên bước đường danh lợi rộng manh duyên vừa đẹp ý đắm say ôm nàng xuân đẹp vào
Thank you.
khắp người thương, cũng là nơi tam bảo để cho tôi vào theo tự thanh làm lành, cùng pháp nói chúng sinh nguyện từ xa con.
Thank you.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Hà Nội thành, Thường Tín huyện, Thống Nhất xã, Hoàng Xá thôn, Kỷ Mùi niên năm 2015, lễ tế tất niên đón xuân Bính Thân 2016. Kỷ Mùi niên ngày 29 tức 30 Kỷ Sửu, tháng Kỷ Sửu, ngày Kỷ Mùi, đại diện chi bộ thôn Phạm Văn Đình, chính quyền thôn ông Lưu Văn Sinh cùng ban công tác mặt trận các ngành, hội người cao tuổi cùng các ban ngành Hương Lão, Tín Lão, hội tế của Hoàng Văn Sắc, cụ Trần Văn Nghê và 21 các cụ, các ông trong hội tế đại diện cho nhân dân trong đảng lệ Hoàng Xá, hạ cơ tiểu đảng, cần dĩ phung lưu, hương hoa thanh tước, phẩm vật cảm chiêu, cáo vua đức đại vương cao sơn hiển, thánh tiền đức thánh bà ngọc hoa công chúa, thánh tiền đức thánh bà ngọc hoa công chúa vị tiền cùng phúc cung phi phu nhân hoàng hậu, vị tiền việt kim vĩ đán, tất cáo lễ giả cung vi đại vương trạc nhĩ huyết linh hồ kỳ thủy chư vương lưu nhất phúc, bất du tuần nhật tập hồng huân lưu phần hương ngư phiếu vi vu vạn từ niên trao lành ni cô tư thích thuộc trọng thuộc nhập tịch tái tuần cựu lệ phụng sự cung thần việc cung phi lễ tam tuần tiến tước biểu thành tâm bình an mặc tước đồng thôn nhân dân trong làng sửa lễ cầu mong tế lễ và lễ dâng hương đức thánh thành hoàng trong làng, xin cầu mong ngài phù hộ độ trì cho nhân dân trong làng. Nhân dân trong thôn mạnh khỏe, đắc tài đắc lộc, nông nghiệp được mùa, chăn nuôi phát triển, buôn bán phát tài, con cháu học hành tiến bộ đỗ đạt, cán bộ và nhân dân trong làng toàn dân đoàn kết, tiến bộ thăng quan tiến chức, của đồng làm ra của nhà làm nên, đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí, xây dựng quê hương nông thôn mới làng nghề giàu đẹp văn minh ấm no hạnh phúc toàn dân sang năm 2016 Bính Thân mạnh khỏe mọi việc thành đạt vạn sự như ý. Hội tế Nam Mô A Di Đà Phật. Đi chơi thank you.
xong rồi đây. Chính quyền và các vị đại biểu khách quý, chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa là sang xuân mới. Được sự chỉ đạo của chi ủy chi bộ, các cụ hồi năm tuổi cùng toàn thể nhân dân, hôm nay ngày 29/30 của năm Ất Mùi, được sự đồng ý của chính quyền và cũng là mặt trận hồi năm tuổi xã, hôm nay chi hội các cụ thôn làng xã tổ chức lễ dâng hương và lễ tế thánh để đón mừng xuân mới. Được sự phân công của ban chấp hành các cụ hồi cao tuổi, tôi xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý, các cụ các ông ở trong hội tế hội lễ của làng ở lại để ta tiếp tục làm lễ đón giao thừa và đón xuân mới lòng bình thân. Xin báo cáo với các cụ, vừa rồi thay mặt cơ sở cũng đã có ý kiến với các cụ cao niên và các cụ trong đội tế nam, đội dương hương nữ, đội múa lân, là sau khi làm lễ tế thánh xong thì xin mời các cụ trong đội tế nam, đội dương hương nữ và đội múa lân và toàn thể nhân dân chúng ta sẽ vào trong đình để uống nước và đóng góp và rút kinh nghiệm để sang năm 2016 năm Bính Thân chúng ta sẽ làm tốt hơn. Xin trước hết thay mặt địa phương xin chân thành cảm ơn các cụ cùng toàn thể đội tế nam, đội dương hương nữ, đội múa lân và sang năm 2016 năm Bính Thân xin kính chúc các cụ cao niên cùng toàn thể nhân dân sang năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Phạm tướng trang nghiêm hoàn ương tan đê.
bên em anh say trong hạnh phúc. Đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Bên anh em nghe trong lòng hát những giai điệu tình yêu. Ta đi bên nhau đón xuân đang về. Cao vời cùng nỗi vui luôn bên người xóa
nhà nhà cây mai vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành Tết sau đường vì lòng hoan Tết này. Tết đến nhà tù cùng ở bên bếp hồng và đôi bánh trưng xanh chờ xuân đang xa. Tranh bán nơi nơi khắp phố người người đi hái lòng. Đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong xuân lòng phụ về đây xưng vầy. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an hạnh phúc. Mừng Tết đến và lòng đến nhà nhà cây mai vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành Tết sau đường vì lòng hoan Tết này. Tết đến là tù cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Trong tiếng trong xuân lòng phụng về đây xưng vầy. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an hạnh nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà cây mai vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sang đường vì lòng hoan Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang xa. Kênh én nơi nơi khắp phố người người đi hái lòng. Đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong xuân lòng phụng về đây xuân vầy. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lòng đến nhà nhà cây mai vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành Tết sau đường vì lòng hoan Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang xa. Kênh én nơi nơi khắp phố người người đi hái lòng. Đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong xuân lòng phụng về đây xưng vầy. Lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lòng đến nhà nhà cây mai vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành Tết sau đường vì lòng hoan Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang xa. Mừng năm mới đến, kính chúc tất cả mọi người an khang hạnh phúc. Hey hey hey. Thank you.